Video này được mang đến cho bạn bởi Trùng Quế và Trùng Figure, shop bán áo và figure chính thức của hệ thống kênh The Reviewer. Cùng với đó là từ giờ đến cuối tháng cũng như đến cuối năm, chúng tôi có cực kỳ nhiều ưu đãi. Mua đi! Đây là một bộ phim truyền hình đến từ đài ít khi làm chúng ta thất vọng, làm phim thể loại thường xuyên khiến tất cả thất vọng. Phim chuyển thể từ game The Last of Us. Tiện thể thì đây là bài recap của một người chưa chơi qua game. Bộ phim giới thiệu với người xem phản diện chính, những cây nấm, loài sinh vật có khả năng điều khiển não bộ nạn nhân và ăn thịt nạn nhân từ bên trong. Con người vốn không bị nấm chiếm hữu vì chúng không thể sống trong cơ thể nóng hơn 34 độ, nhưng bởi vì trái đất đang nóng lên nên chúng tiến hóa. Và quan trọng nhất là không có thuốc giải. Đến với gia đình của Oberyn Sudorn, nay là ngày sinh nhật của ông, cô con gái muốn sửa cái đồng hồ cũ tặng bố bằng tiền trộm của bố. Tôi ngửi thấy mùi không ổn. Ngoài đường thì cảnh sát chạy ráo riết, ba cụ hàng xóm bắt đầu hành động kỳ quặc. Milu cũng ngửi thấy mùi không ổn. Trên trời thì thấy máy bay phản lực của quân đội. Trên TV thì tràn ngập tin tức về bạo loạn. Joe về nhà và nhận món quà từ con gái. Và sau đó hai bố con Netflix and chill với nhau. Em trai Joe gọi điện nhờ tới bảo lãnh. Trong lúc đó, ở nhà, mọi thứ bắt đầu hỗn loạn. Bên ngoài ầm ĩ tiếng trực thăng lẫn xe cộ. Con khóc nó lên cơn, cứu với. Nhưng khi cô bé sang tới nơi, thấy bà cụ đang búp phê cả gia đình mình. Bà ta đang nhồm nhòm miếng nấm kim châm thì thích quá rồi ơi, bỏ Mỹ được refill. Bà già nhiễm nấm đuổi theo cô bé ra cửa thì ăn ngay cái mỏ lết vào mồm. Joe cùng cậu em đến đón con gái kịp thời. Cả thị trấn giờ tràn ngập những người bị lây nhiễm, mọi người đổ ra đường như đi bão. Nhưng mà bố ơi, con buồn tè, mày dùng cái chai đi. Đang hỗn loạn thì mẹ của Phúc Du đáp đất, tiện thể gửi luôn kiện hàng tao bao. Quả unbox này hơi cồng kềnh và khiến con gái của Joe bị chật chân. Thế là mọi người chuyển sang đi căng hải. Ông em bị tách đoàn. Joe bế con gái qua những con hẻm. Trai gái đang thực sự trở thành bữa tối của nhau. Nếu bạn hỏi police ở đâu trong lúc mọi thứ loạn lạc thế này, thì đấy, Joe bắn yểm trợ cho hai người. Xong dí súng định bắn luôn cả hai. Ông em trai xuất hiện và bắn tên lính, nhưng con gái Joe trúng đạn và hẹo. 20 năm sau, tức năm 2023, mọi thứ hiện lên chính xác những gì bạn nghĩ về tận thế. Nhà cửa công trình bỏ hoang, cỏ cây tùm, người ta dựng lên những khu tự trị dành cho những người sống sót. Khu này là của Fedra, ai muốn nhập cảnh thì phải chọc mũi xét nghiệm. Đen là black, còn đỏ là đi luôn. Đi đâu? Dĩ nhiên là đi về miền cực lạc. Fedra thì khá là cực đoan. Những thằng có ý định bỏ trốn, bắt được để treo cổ răn đe hết. Joe, người đàn ông giờ đã mồ côi con, giờ đang đứng trước nguy cơ mồ côi em vì ông em đã mất tích được 3 tuần sau khi đến một nơi xa lắm. Đây là Jess, một người bạn lâu năm sẽ đồng hành với Joe. Còn đây là Ellie, người đã bị zombie cắn nhưng qua nhiều ngày vẫn không bị biến đổi hay là mất ý thức. Nên bà này, Marlene, xích Ellie lại để theo dõi. Marlene thì kiểu là lãnh đạo của quân đom đóm. Nghe thì giống fan J97 nhưng mà lại là nhóm khởi nghĩa về tự do dân chủ. Nhưng mà dân chủ cái nhồn. Fedra tới đây và tới với rất nhiều súng ống đạn dược, họ chuẩn bị đột kích trại của đom đóm. Mối quan hệ giữa Joe và Jess thì ở trên đồng chí và thiếu một tí để mà thành đồng sàng. Mục đích của cả hai là kiếm được cái ác quy của một con xe để mà thoát khỏi đây. Joe muốn đi tìm em trai là Tommy, người thân duy nhất còn lại, đi lạc mãi chưa thấy về. Đáng ra nó phải mặc áo trùm cuối khi mà rời đi chứ. Hai người lẻn vào căn cứ của một tay buôn lậu để cướp một cái ác quy, nhưng mà ác quy thì đã hỏng, xác người thì là liệt. Tất cả là hảo sự của Marlene cùng một bà khác và Ellie. Hai bà này thì bị thương nặng rồi và Fedra sắp tới. Marlene có thuyết phục Joe là đưa Ellie tới chi nhánh khác của đóm thì ông sẽ được cấp cho đủ ác quy, xe, nhiên liệu, súng ống và thậm chí là cho thêm cả mấy cái sticker để mà dán vào đít khi rảnh. Joe thì cần xe đi cứu em trai và sticker để mà dán vào cái đít thất lạc 3 tuần của nó nên đồng ý. Nhưng trên đường chạy trốn, họ gặp ngay một tên Fedra mà Joe từng tuần đồ cho. Hắn không hề nể nang tình nghĩa, định đem nộp ba người. Bản tù tì ra cái gì là ra con dao. Ha! Súng thắng dao, năm đâm thắng súng. Và thế là họ rời khỏi khu tự trị. Tập 2 kể cho chúng ta về nguồn gốc dịch bệnh. Nó bắt nguồn ở Jakarta vào năm 2003, ở một nhà máy bột mì. Một nơi thích hợp cho bào tử nấm sinh sống. Không biết ai bị mắc đầu tiên, nhưng mà công nhân cắn nhau và bỏ trốn hết mẹ rồi. Khi được hỏi giáo sư giờ phải làm sao, giáo sư thỏ thẻ là chỉ còn cách làm vài quả dân chủ. Còn tại sao dịch bệnh lại lan được sang bên Mỹ thì dĩ nhiên là qua bột mì. Đó là lý do bà cụ nhiễm, còn gia đình Joe thì không. Hết bột làm bánh, từ chối bánh quy nhà hàng xóm. Quay trở lại Mỹ, Joe và Jess phát hiện vết sẹo bị cắn của Ellie và khá là quan ngại. Họ tự hỏi tại sao nó lại quan trọng với Marlene đến thế. Ellie thì bị cắn và không bị biến đổi. Có một căn cứ ngoài kia với các bác sĩ, họ sẽ sử dụng cô bé để chế ra vaccine. Nghe hơi giống một típ phim, nhưng mà chắc là game mà thế rồi. Cả bà lại lên đường. Thành phố hoang tàn thế này phần lớn là do quân đội đánh bom để ngăn chặn lây lan. Nhóm đi vào một khách sạn, tất nhiên là bị bỏ hoang. Leo lên trên để có tầm nhìn toàn thành phố. Bọn đầu nấm này ở khắp nơi và chúng có kết nối Bluetooth với nhau. Nên động vào một con là cả lũ sẽ biết. Và đây là một cậu sinh viên sau một tuần chạy đồ án lần đầu tiếp xúc với ánh sáng. Bọn này thì không nhìn được nhưng mà thính giác lại đặc biệt nhạy bén. Sau khi bị tấn công bởi hai con đầu nấm, cả ba may mắn thoát được và tới điểm trung chuyển. Nhưng họ đã chậm một bước vì đóm ở đây nhiễm nấm và tự xử nhau hết rồi.
Có một điều không may nữa là Jess cũng đã bị cắn và cô thì không miễn nhiễm. Một điều không may nữa là giỏ cọc Bluetooth nên đầu nấm trong khu vực đang đổ dồn về đây. Cô muốn Joe hứa sẽ giữ Ellie an toàn. Cô sẽ ở lại đây cầm chân lũ đầu nấm. Jess có được một nụ hôn nóng cháy trước khi trở thành MVP của round này. Kết thúc tập 2, cuộc hành trình chỉ còn lại Joe và Ellie. Trong tập 3, Joe và Ellie đi lút đồ ở ngoại ô. Phim thì khá là thực tế khi mà Ellie hỏi rằng bắn súng ngoài đời có khó không, rồi giải quyết vấn đề dậy thì bằng cách cho cô bé lút được một hộp băng vệ sinh. Nhưng mà biết cái gì khác còn đẫm máu hơn cả cái quần lót của cô không? Cuộc thảm sát người dân ở thị trấn này 20 năm trước xảy ra vì khu tị nạn Headslot, và giết người thì đỡ mệt hơn là giết đầu nấm. Ngày đó, trong khi quân đội di tản người dân thì có một gã ngồi dưới hầm nhà quyết cố thủ ở lại và trở thành người sống sót duy nhất. Tên ông ta là Bill. Bill một mình một server, Bill thoải mái shopping và lái những con xe mình thích. Bill biến lần này thành một pháo đài, xây hàng rào và đặt trap để mà chống lại những kẻ ngoại đạo, thậm chí còn trồng trọt và chăn nuôi. Nói chung là mô hình vườn ao chuồng, ngày bú vang, đêm nhai steak, lại còn ngồi xem mấy thằng đầu nấm dẫm trap, thực tức không khác gì TV show. Nhưng rồi một ngày nọ, có một kẻ đã rơi vào bẫy, chính là Frank. Frank xin tha mạng, xin tắm một cái, xin ăn một bữa, xin chơi một bài nhạc, lại đúng ngay bài tủ của Bill. Anh hát về cô gái nào mà trông buồn thế, không phải gái. Thế thì nói nhỏ vào môi em đó là ai đi. Hai người đàn ông hôn nhau, nhìn cứ như cái bánh mì ruốc. Cả hai đã rơi vào bẫy của con đĩ tình yêu. Frank biến Bill từ một thằng cha thù đời trở thành một thằng cha thù đời nhưng mà tốt hơn, và biến căn nhà thành mái ấm. Ông mời cả hai người bạn trên radio tới, và đó là cách mà họ quen Joe và Jess ngày xưa. Cuộc sống của hai chú cứ yên bình trôi qua như vậy, cho đến khi một nhóm người tới, mang theo súng và cưa máy. Hệ thống phòng thủ vẫn đang hoạt động tốt, nhưng với tinh thần game thủ ngấm trong máu, nên Bill ra ngã tư cầm 45 solo. Kết quả là bị găm một viên vào bụng, nhưng mà lạ thay, 10 năm sau, người ngồi xe lăn lại là Frank. Ông Lâm bạo bệnh và không còn nhiều thời gian, Frank muốn được yên nghỉ trong vòng tay của Bill. Họ đã có những tháng ngày hạnh phúc với nhau, ngày nuôi cá, tối đá bình xăng. Giờ thì làm bữa tối và dã nhuyễn chỗ thuốc này và đổ vào rượu đi, hoặc là đổ lên chim của anh nếu mà anh thực sự đổi trị. Ta đưa nhau qua từng con đường góc phố, những chỗ mà em đã trồng hoa. Em đã tới và vẽ vào cuộc đời anh một màu xanh của sự sống, và cả năm màu khác cho đủ lá cờ LGBT. Tối nay Bill và Frank cùng thưởng thức bữa tối, nhưng thứ thuốc kia không chỉ có trong cốc của Frank và chim của Bill, nó đã ở sẵn trong chai. Lượng thuốc đủ để giết một con ngựa. Bill dẫn Frank lên trên lầu, hy vọng không dùng nhầm thuốc cường dương. Quay trở lại thời gian hiện tại, Joel cùng Ellie tới được chỗ của hai người. Cả khu phố không một bóng người, có một bức thư trên bàn của Bill gửi cho Joel. Tóm tắt là đừng có mở cửa phòng vì có hai cái xác bốc mùi đang nằm ôm nhau trong đó. Và Bill đã có một lẽ sống khác khi gặp được Frank. Ông nhắn nhủ Joe phải bảo vệ người quan trọng của mình, để lại toàn bộ xe cộ và vũ khí cho anh, để anh giữ Jess an toàn. Joe ngậm ngùi lút đồ rồi cùng Ellie tiếp tục chạy phố. Kết thúc tập 3 và cả phần recap. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại. À, Trùm Figure đã bắt đầu chạy rồi. Với một mức giá rất là rẻ như là 300 thì bạn có thể sở hữu những mô hình như này để trang trí phòng ngủ, phòng làm việc hay là bất kỳ cái gì của bạn.